Việt Nam và Trung Quốc, đường biên giới cách nhau chỉ con sông này. Ở thời điểm hiện tại thì quốc gia tỷ dân đã xây dựng hàng rào biên giới kiên cố hơn nhằm tránh tình trạng vượt biên trái phép. Tuy nhiên, vào những năm thập niên 90 của thế kỷ trước, có đến hàng trăm cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin đi theo bạn bè vượt biên trái phép sang nước bạn tìm kiếm cơ hội việc làm, mong muốn đổi đời. Để rồi sập bẫy, dướng nạn cò lừa buôn bán người trái phép ép làm cô dâu Trung Quốc. Nơi đất khách quê người, khác biệt hẳn về văn hóa, ngôn ngữ, nhiều cô dâu Việt bị ép làm nô lệ và thậm chí là một cái máy đẻ thuê cho những gia đình người Trung. Dù hoàn cảnh của bà cụ này, sau khi tàn phế, phía nhà chồng vứt ra giữa đường rồi trở về với thân già và bệnh tật. Hay may mắn hơn tí xíu, như hoàn cảnh của chị Lệ thì gặp phải gia đình nhà chồng tốt hơn, nhưng chị cũng có một quá khứ chìm trong nước mắt. Em người thân lắm, thế bộ sang thăm bà ấy, thế ai biết chị gái nhà bà ấy đi ngang đường bắt cái ông đấy đi, nên em bán bọn này đi. Bán chị, bán cô? Bán nha, tí nữa bán cả chị gái rồi. Rồi sang đây bán ở bên đây, rồi khóc ở bên đây luôn. Lúc đấy cô, lúc năm 91, tháng 4 năm 91 mùng 1. Đấy, nhưng mà sang đây thì ở cái nhà. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một cô dâu Việt trước đây cũng bị lừa bán sang Trung Quốc với một cái số tiền giá khá là rẻ mạt vào thời điểm năm 1991. Và cái câu chuyện cô dâu Việt lấy chồng Trung Quốc không biết mặt chồng của mình là ai, bị một người bạn lừa là như thế nào nào? Mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong ha. Rồi, bắt gặp một cái cô người Việt Nam bán đá mía, bán hàng ngay tại Trung Quốc. Dạ. Cô ở Việt Nam ngày xưa là cô ở tỉnh nào? Cô ở Hải Phòng, ở Kiến Thụy. À, tôi cô ở Đồ Sơn, Hải Phòng hả? Cô ở Kiến Thụy, ở chỗ bên nhà họ Mạc. Dạ. Cô ở đây là có gia đình bên đây hay sao cô? Cô có gia đình đây mà. Dạ. Cô lấy chồng đây. Chồng cô là người Việt hay người Trung Quốc rồi. Người Trung Quốc ha? Người Việt sao ở đây cháu? Dạ. Cô qua đây chắc cũng mấy chục năm rồi. Sang hơn 30 năm rồi, mười mấy tuổi cô sang đây rồi. À. 15, 16 ở đây rồi. Cô sẵn cho quả dừa nhé. Dạ. Này, này. Cô tên gì? Cô Lệ Lệ. Cô Lệ ha? À. Đây, cô Lệ sang đây, có chồng ở đây và cô bán nước mía, nước dừa. Cô mở một cái sạp nhỏ nhỏ chỗ này nè. Cô Lệ có thường về Việt Nam không? Cô về luôn mà. Dạ? Cô về luôn à? À, về luôn hả? À, cô cả ngày về Việt Nam. À. Đây gần mà, cô hộ chiếu đi qua cổng tí về nơi nha. Qua cổng là tới rồi. À. Ở đây là nó giáp với cái... Đây, sang Việt Nam mình thoải mái về. Dạ, con thấy ở trên cổ cô đeo cái trang sức của người Trung Quốc. Giống như sao? Người Trung Quốc. Này em nó nghịch nó đeo vào cho cô đấy. À hả, con không rành, con thấy đẹp quá. Em con này nó đeo cho cô đấy. À, cô làm cho con trái dừa ấy. À, con lạnh phải không? Lấy lạnh phải không? Dạ. Lấy lạnh hay không lạnh? Lấy đá không đá? Đá đi. Yến là ông kia lấy quả đá đi. Cô qua đây thì cô có gia đình thì cô có mấy con rồi? Cô hai đứa rồi. Dạ. À, đứa lớn rồi. Chứ cô? Lớn rồi chứ. Ừ. Sống ở bên này buôn bán đấy tốt hơn Việt Nam. Ôi giời, đâu thế cháu ơi, ở đâu có làm mới có ăn. Ừ, nhưng mà tỷ giá đồng tiền thì ở đây thì sẽ so với việc... Ở đây thì là có khi là... Cạnh đây. Có khi là làm, có khi là dễ hơn Việt Nam tí. Vậy ha. Ở đây tiền đó thì đủ với Việt Nam, mình có được nhiều tiền. Dạ. Làm đây nó cũng dễ dàng. Cũng dễ dàng hơn. Dễ dàng á. Chạp đi, chạp cho. Chi phí sinh hoạt thì sao cô? Thường thì chỉ có ăn no xuống cái quán này tối về. Đấy, chỉ có việc này thôi. Ồ mà con nói thiệt luôn, ngày xưa mà ở ở khu vực miền Tây mà nghe nói lấy chồng Trung Quốc là sợ lắm. À, ngày xưa thì hãi rồi, ngày xưa sang đây cô đâu biết tiếng, khóc trông khóc chết đi. Nhưng người ta đem đi bán thì biết làm sao được. Dạ hả? À, chưa đem đi bán đấy, mười mấy tuổi ta nửa đem bán đấy. Ai đem đi bán? Rồi người ngày xưa ở trong quê cơ. Ờ, à, còn cô là được gả qua đây ha? À, ở đây mấy chị em ở gần đây cũng tốt, cũng số may. Dạ. Lấy chồng đây suốt ngày về quê ngoại. Ừ. Ở đây nó không khổ. Ừ. Chứ con nghe nói ngày xưa mà cô làm cô dâu Trung Quốc là khổ lắm. Ừ, từng nơi thôi, ở đây cũng sướng ra. Ngày xưa cô sang đây lúc đấy bé bé, cô phải làm gì đâu. Ừ. Ăn xong vẫy vung họ mua cho bao bộ vần.
đi dép cao dép cùng cứ đi chơi suốt đi. Vì sao có con có cái bắt đầu là con cái lớn bắt đầu mới từ từ mới làm mình đập của mình đi được nhiều thì mình ấy nhiều chứ. Con nghe nói là có một vài lấy chồng trên rừng kia khổ lắm. Ôi giờ nhiều người khổ không có đường về nữa. Nhưng mà mình sống ở đâu cũng phải thật thà với người ta. Ở đâu cũng vậy, người mình cũng vậy cả, thì chồng con nó mới yêu, gia đình nó mới yêu. Có một số người khổ, con nghe nói là tỷ lệ trai gái á, có nghĩa là tỷ lệ nam và nữ ở Trung Quốc nhiều á. Thì có nghĩa là người ta cưới không có tiền cưới cô dâu ở Trung Quốc nên sang Việt Nam cưới con cơ. Có chứ, ở trên kia đa số, đem nha, đa số là ở trên kia đấy, nhiều người khổ lắm, đừng giờ không có ấy đâu. Không có được về Việt Nam luôn. Không có về Việt Nam, nhiều người không được về mà khổ lắm đấy chồng đấy. Còn cô đi ra Đông Hưng này, có bọn Việt Nam hay đi làm từ thiện trên rừng đấy mà. Những cái chị lấy vào những cái anh mắt thì mù đẻ đứa con thì què nó quạt kia. Rồi là nhà có một cái tí dựng mấy cái cột đấy là như cái nán đấy là ở. Ôi khổ tam thương lắm, nhiều người như thế. Là người Việt mình hả? Người Việt, Việt mình đấy, người Việt thì nhiều người. Rồi là nắm bài cứ nghe người ta đi làm hàng quay mà đi lại nó đánh nó ấy cũng khổ đủ kiểu. Cái gì cũng có người kia mà, ở đâu cũng có người. Có tình trạng này có không cô? Con nghe nói là cưới cô dâu Việt Nam về đôi khi là phải làm dâu nguyên cả gia đình luôn. Có đấy. Cái không phải là người ta nói điều cố đấy. Ở trên kia thì cái rừng rợ sâu đấy lấy đâu ra một anh em một chồng một vợ. Nó kêu là cứ ấy thằng đỏ nó để đùn thằng kia đấy. Kêu có người thì nó cứ cả gia đình này ấy, đẻ con đẻ gái chung đấy. Cố đấy chứ không phải nói điều đâu. Mỗi nơi nó một cái ấy à. Chứ còn ở cái khu này từ đây lên đến đoạn trên kia thì lại đầu đuôi. Ngày xưa cô sang đấy số may lấy chồng cũng trẻ. Lấy chồng trẻ mà nhà cửa người ta cũng đầu đuôi, người ta cũng có cái tí ấy. Nhưng mà ngày xưa là cô được làm mai hay sao? Mai gì? Đem sang đây, đi sang đây bảo là đi ngày đấy lừa bảo sang đây chơi mới này. Tất cả chị em ở đây có người, có cái chị đấy ngày xưa mấy chị gái nhà này là đồng niên đấy. Hai chị em thì thân lắm thế bảo sang thăm bà ấy, thế ai biết chị gái nhà bà ấy đi ngang đường bắt cái ông đấy đi nên đem bán bọn này đi. Bán chị, bán cô? Bán tí nữa bán cả chị gái rồi. Trời ơi. Thế là vì sao bà chị gái ở đây nó còn lừa đây đồng ý lấy ở đây rồi nó mới cho chị gái về, vì sao còn lừa hết cả tiền. Bắt vứt bà chị gái ở đây này không có tiền về khóc. Chị gái của cô hả? Chị gái lấy chồng ở Việt Nam rồi. Có hai đứa con rồi. Khóc sống khóc chết thì vì sao nhà này nó tốt nó lại cho tiền về, nó lại đưa ra Đông Hưng nó tìm người quen người đấy, nó làm đông lạnh ở đấy mà. Thế là nó lại cho chị đưa chị sang cái, thế là chị về được. Có nghĩa là lần đầu tiên là cô bị lừa sang đây bán ở bên đây rồi khóc ở bên đây luôn. Lúc đấy cô chị lúc năm 91, tháng 4 năm 91 mùng 1. Đấy. Nhưng mà sang đây thì ở cái nhà ở dưới kia cũng ở gần chục thôi mới lấy chồng đấy. Rồi bao ngày cô mới họ mới cho về lại Việt Nam? Hả? 4 tháng cô được về rồi. Họ cho tiền về hả? Cô sang đây 4 tháng thì cô về rồi. Có nghĩa là gia đình này họ tốt chứ không mấy là xấu số. Dạ. Thế mà lấy vào nhà này nó chiều ngày đấy. Mình mới bé mười mấy tuổi mà. Sang đây lấy nó thì hôm đấy lấy thì mấy chị này ở gần đấy đi ra Đông Hưng mua quần mua áo mua váy mua nó cho ăn vận thoải mái. Nhiều lắm, không làm gì đâu. Nhưng mà lúc đó là cô đi là mấy người? Hai người. Là cái người còn bây giờ người kia là sao? Trời đấy nó chạy về Việt Nam rồi, nó lấy vào cái thằng nhà cũng ở bên đấy nhưng mà câm. Cái thằng nó có bệnh thế là nó biết là nó chạy về Việt Nam rồi. Nhưng mà cái đứa đi cùng cô ấy về Việt Nam giờ cũng khổ. Nó về lấy chồng Hải Phòng, lấy vào cái anh này nghiện. Được đứa con thế là nó về nhà ngoại, nó về cứ hết lấy người này không được lấy người. Có nghĩa là cô về Việt Nam xong rồi sau đó là cô mới qua đây cô lấy chồng? Đâu, cô lấy xong 4 tháng lấy cái người Trung Quốc ở đây xong là mới được về. Được về. Về quê thì cái chị gần lấy chồng ở đấy chị đem về. Đem lúc, về đi vậy đem vợ đó sang. Đấy. Lúc đó là cô nhiêu tuổi? Đã được 16 tuổi đâu. Hơn 15 tuổi tí. Cô đi bằng cái đường gừng hay sao ấy? Cái đường sông này, ngày xưa đi qua đường sông người ta cõng qua sông, nước chảy đấy mà cõng qua. Đấy. Đi ban ngày hay ban đêm cô? Ban ngày. Lúc cái hôm đấy đi thì là đi hôm 30 tối, hôm 30 tháng 4 đấy. Trời ơi. Thì là đi tối. Thế để sáng đến trời đến đây, thế sang Trung Quốc này thì đi qua sông. Nhưng mà lúc đó cô không sợ sao? Sợ biết sao? Sợ biết sao? Tinh khoai.
tính à? Có. Cháu hiểu lấy sao? Tính quá. Ừ, cháu đi luôn. À, đổ tính hả? Dạ cô gốc mía bán cái đã. À, tí xíu nữa sơ cô sẽ kể tiếp về cái câu chuyện của mình. Còn đây là cái máy ép mía. Làm vậy hả? Yeah. Một ly nước mía là bao nhiêu tệ cô? 5 tệ một cốc. 5 tệ. Và 5 tệ một cốc. Thì nó khoảng em đủ bao nhiêu rồi? Đấy. Lúc nãy nó xuống. Đợt trước có đợt đuổi 3 tư mến có, 3 tư mến có, 3, 6, 3, 7. Dạ. Một tệ thì nó khoảng 3.000 mấy á, 3.000 mấy tiền Việt Nam á. Thì một ly nước mía thì khoảng 15.000 tiền Việt Nam. Và ở đây thì họ anh em mua nước mía phải quét một cái mã ở trên cái nước mía này nè. Chuyển khoản. Đấy. Chuyển khoản hết à. Ở đây là khu du lịch ha cả nhà. Đây là một cái bến cảng, bên kia giáp bên kia là của Việt Nam á. Ai... đẹp chưa? Xả đẹp nước gà. Đẹp chưa? Dạ đẹp chưa? Không hả? Dạ. Cái mặt bằng này là mình thuê hả cô hả? Cái này là cô thuê đấy. Dạ. Thì bán chứ không nhà chẳng có việc gì đó. Một cốc. Đây, một cốc này là 5 tệ. Một trái dừa là mấy tệ? 10 tệ. 10 tệ thì khoảng 36.000 tiền Việt Nam. Ngày xưa là cô qua bên đây 4 tháng cô mới về lại Việt Nam á, cô lấy chồng xong cô mới về lại Việt Nam á. Thì lúc mà đó thì ở gia đình có tung tin là mất tích gì không cô? Tung tin cái chị gái về sao biết? Chị em không tốt với nhau, anh trai chị gái không tốt với nhau. À. 10块钱 cơ. Hả? 10块钱 cơ. 10块. 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 Có hai giống mía đỏ, mía đỏ với lại mía trắng. Này giống mía Việt Nam quá ha. Ấm ngon bằng mía trắng. Cái mía này đánh nước thì nó ngọt thôi. Ở Lý Giang đang ngọc của cha đi cấm chi nhá. Đây nè. Dạ. Tiếp tục á. Ma tiền nó ra nghỉ ra nó. Một lô xíu. Vậy là cô Lệ đã có chồng ở đây đến thời điểm này cũng đã 30 mấy năm rồi. 30 năm rồi. Hơn 30 năm rồi cũng đã có hai mặt con với người chồng của mình. Người chồng một mối tình đầy duyên nợ của cô dâu Việt và một người chồng Trung Quốc hay cô báo anh chị. Còn đây là cái gian hàng của cô nè. Thì mình chia sẻ tí xíu về gian hàng của cô sẽ bán những gì ha. Đây là dầu nè. Có dầu Trường Sơn nữa nè. Đấy, dầu Trung Quốc. Cái thuốc dán Đông y lâu năm Việt Nam. Đấy. Cái mặt hàng này là cô đem từ Việt Nam qua bán hả cô Lệ? Dạ. Việt Nam sang bán. Hổ trắng kem ấy, rồi bán mấy cái hạt vẽ, rồi mít sấy khô ấy, có cả một tủ kem kìa. Cái tình trạng mà ngày xưa mà bị lừa bán sang Trung Quốc để làm cô dâu á, là một cái đó, khoảng năm 90 mấy đó, là một cái lúc đó rất là nổi cộm về cái vấn đề đó luôn. Và hiện nay cô Lệ. Dạ. Không biết tiếng nè, không biết văn hóa rồi, không biết là mình nó nói mình bảo nào bây giờ chửi nhau đấy. À. Cái chị ở bên nó không phải đâu, không phải chửi đâu nó. Không phải chửi đâu nó, đấy nó nói chuyện đấy, nó giật cầm mình đi. Nhưng mà ngày xưa cô biết là bị gạt sang lừa gan thăm mà bơi cổng cô sang xong mà cô cũng chịu luôn. Sang ý là bảo sang chỗ cái chị kết nghĩa mới này, cái chị gái này chơi chứ không phải là sao bảo sang đấy lấy chồng. Thế để sẽ sang đây là không biết nó túng té làm sao. Bảo chơi xong thì về thôi, lúc đấy có hãi còn bé mười mấy mới biết cái gì đâu lúc đấy. Rồi cái người đó đi đâu mất tiêu luôn. Mất
tiêu cái gì, vì sao về này còn lừa một người nữa bán, hay là về tù 17 năm mà. Ừ. À, cái người ở Nàng Kim ở chỗ chị gái đấy, lấy chồng ở chỗ chị gái này cơ. Ừ, ở tù luôn. À, đấy, gớm thế mà. Ừ, lừa gạt với nhau để mà lấy tiền. Có biết hỏi chồng cô nữ là bán với bao nhiêu tệ không? Cái đấy bán thì cái tiền lúc đấy là giá trị không được bao nhiêu đâu. Ừ. Nói thì cũng là đắt, nhưng mà lúc đấy thì may ra ngày đấy thì một gái Việt Nam mình đắt nhất thì 2.000 bạc Trung Quốc. Ừ. Đấy, đấy tiền nó giá trị mà lúc đấy cô xã mới có 2 đồng một cân thịt trở lên này. Dạ. Đấy, bây giờ mười mấy đồng một cân thịt. Ừ. Rồi. Ngày đấy có 2 đồng một cân thịt đây. Đấy. Khổ ha. Không sống không chết nữa. Nó dạ. Nó bỏ không lấy thì nó đem cả chị đi bán. Trời. Trời ơi. Gọi là cứ khóc, nó bỏ khóc ông đem đi lên trên mình trên bán không cho đây. Ừ. Nó đe đánh cả mầm mưa. Ừ. Sợ lắm. Thế là vì sao tôi phải bắt buộc ấy ở đây cho chị về. Ừ. Về là nó lừa hết cả tiền nó ở đây chốc nó xuống nó đem về. Ừ. Thế là lúc nó lừa hết tiền nên nó đi vất. Ừ. Bây giờ nó vất chị mình ở đây. May này cái nhà chồng nó tốt, nó cho tiền nó đưa về chứ không thì chết dở đấy. Ừ. Không biết tâm không biết đường tân đốt khổ lắm. Khóc sưng hết cả mắt mũi này. Ồ, nhớ lại ngày ký ức ngày xưa mà bây giờ vẫn còn giật mình hả cô Lê? Thế là vì sao là 4 tháng nên là cái chị đấy chị mới rồi ơi chị cho bảo xin về. Ngày đấy em mình về nhà thăm bố thăm mẹ. Cho không về nhà không biết tính biết tích, hai chị em ở nhà đánh nhau lộn xộn lên. Thì anh trai đổ vạ chị gái đem em gái đi bán. Ôi, khổ ngày đấy đúng rồi. Thôi ký ức thì cũng đã qua rồi. À, chúc cô lại luôn có sức khỏe dồi dào, mua mai bán đắt ha. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì thôi cứ ở đâu cũng thế thôi, cũng phải làm phải ăn thôi. Ừ. Số nó đến đâu thôi đến. Ừ. Cái sang đây thì không phải làm ruộng dung thất. Thế thì cũng đây cứ bán sẵn bán xịt cái hàng này thôi. Dạ. Chồng cô ấy nó đi làm ở công ty, nó không mấy ở nhà. Dạ. Chỉ có cô ở đây cô làm thôi. Dạ. Thế thôi. Rồi, cảm ơn cô Lệ rất là nhiều. Dạ. Ha. Ê, cơ nào, ấy lại sang đây chơi nhá. Dạ. Nó mà dối thì vào nhà cô chơi nhá. Dạ. Cô trên đây à. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ.